Tinh tinh, xong rồi đây mọi người. Trời ơi, cái kho quẹt này nó thơm nhất cái nách luôn. Thêm một tí xíu ớt nữa, trời ơi. Chắc là Hương phải ăn ngay và luôn thôi. Này là cái phần rau củ mà Hương đã chuẩn bị nè. Hương thích ăn cái kè này nè, chấm với cái kho quẹt thì nó mới ngon được. Thơm nha. Còn cái này là cơm cháy mà Hương làm từ cái nồi cơm điện á mọi người. Nhìn cũng khá là ok luôn nè. Nó mỏng và giòn nữa. Đây nha, mời mọi người cùng thưởng thức ha. Người hôm nay Hương sẽ làm cái món là mắm ruốc kho thịt nha. Mắm ruốc kho thịt thì không thể nào mà thiếu cơm niêu được mọi người. Là cơm cháy á, thì Hương mua được một cái nồi này ngon như cơm niêu. Thì cái nồi này chỉ cần là bắc cơm lên, sau đó thì mình nhấn nút khoảng hai lần nhấn xuống như thế này nè. Đó, Hương mới nhấn xuống cho nên bây giờ nó không ở dưới được nữa. Thì sẽ có được cái cơm giống như là cơm niêu ấy. Giờ sẽ mở nắp ra cho mọi người xem nha. À, đây mọi người, cái phần cháy nè. Phần cháy này cực kỳ giòn luôn. Hương sẽ lấy hết cái phần cơm này ra để cho mọi người xem cái phần cháy nha. Đây nè. Đó, đây mọi người, nhìn nè. Đó, cực kỳ giòn luôn. Bây giờ Hương sẽ lấy ra ha. Đây nè mọi người, cái phần cơm niêu nè. Đó, mọi người nhìn xem. Wow, nguyên một miếng luôn nha. Ôi, Hương sợ vỡ với mọi người. À, đây mọi người, giòn tan luôn nha. Giòn đậm luôn nè, mỏng dính luôn, giống như là người ta làm cơm bằng bằng chảo bên ngoài đấy. Bây giờ Hương sẽ đi làm mắm ruốc nha, cho mọi người xem nè. Cái này là mắm ruốc ở Hương nha. Cái này là người ta làm từ ruốc tươi nè, thì Hương mua được một hũ như thế này. À, bây giờ là đang có mùa ruốc á mọi người. À, lát nữa Hương sẽ đi ngang qua chợ, Hương sẽ quay cho mọi người xem nha. Ruốc khá là nhiều luôn nè. Đó, đây. Chợ chỉ toàn cá thôi, chứ không có lúa. Bây giờ biết thơm lắm. Trời, còn lắm lắm cái tay. Hôm nay đi tìm ruốc mà không thấy ruốc. Không là đã mua ruốc rồi. Sau khi lượn lờ một vòng ở chợ thì bây giờ Hương về, Hương mua được một ít tỏi với lại hành tím. Bây giờ Hương sẽ đi băm tỏi nha. Cái tỏi này nó để lâu á, nó ra cái ngồng như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ băm nhỏ nó ra nha. Mọi người, nhà có cây ớt nè, nhưng mà ăn quanh năm luôn đó, ăn gần cả một năm nay cây ớt nó cao hơn cả Hương luôn nè. Bây giờ Hương hái vài trái vô để mình làm cái kho quẹt nha. Đây nè mọi người, thịt thì Hương cũng đã sắt xong rồi nè. Mình làm kho quẹt thì mình làm cái thịt này ăn sẽ ngon hơn nha. Còn cái này là hành tím với lại tỏi. Bây giờ Hương sẽ đi kho thịt trước. Đây, bắt cái nồi này lên làm cho nó nóng bếp nha mọi người. Nóng cái nồi luôn. Để cái nồi nóng xong một xíu rồi mình sẽ cho thịt vô ha. Cái nồi nó cũng nóng rồi nè mọi người. Bây giờ Hương sẽ cho cái phần thịt này vô nha. Mở nha mọi người, đảo đều cho con này nó cháy thơm ghê á. Ôi, nó ra mở nè. Đây mọi người, cái phần thịt của mình nó cũng đã tan lại rồi nè. Bây giờ Hương sẽ vớt ra nha. Ồ, khá là nhiều dầu luôn. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần thịt này ra nha mọi người. Vớt ra cho nó ráo cái mỡ đi. Bây giờ Hương sẽ dùng cái phần dầu này để Hương cho cái phần hành với lại tỏi vô nha mọi người. Thơm quá, thơm lắm luôn cả nhà. Đây nha mọi người, Hương sẽ cho cái phần ruốc vô nè. Ruốc này là ruốc tươi ở Hương nè. Hương đi chợ, Hương định Hương quay ruốc tươi cho mọi người á, nhưng mà hôm nay thì không có ruốc ha.
ruốc này mấy hôm trước người ta bán ở chợ nhiều lắm luôn á, giống như là đang vô cái đợt mà có ruốc á. Lần đầu Hương làm cái món ruốc kho quẹt này luôn á, không biết là nó có ngon hay không, nhưng mà Hương cảm giác là nó bay mùi thơm nè, thơm lắm luôn. Mùi tỏi, mùi hành cộng với cái mùi ruốc nữa, rồi thơm phức luôn. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm theo cái khẩu vị của mình nha. Hương thì Hương thích ăn ngọt ngọt mặn mặn thì Hương sẽ cho theo cái vị của Hương, còn mọi người thích ăn như thế nào á thì mình cho theo cái khẩu vị của mình nha. Thì Hương cho một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê muối với lại tí xíu bột nêm thôi, tại vì bản thân cái ruốc này nó đã mặn rồi, tại vì nó ở biển á. Ôi ngon quá mọi người ơi, sau khi mà Hương gia vị theo cái khẩu vị của Hương á thì Hương cảm giác là nó vừa ăn rồi đấy. Bây giờ là cái công đoạn mình đi luộc rau củ thôi mọi người. Hương sẽ luộc cà rốt trước nha, sau đó là luộc bầu, tại vì Hương có mua cà giòn á mọi người, cho nên ăn cái nó ăn với cái này chấm với mắm ruốc nó sẽ nhức cái nách hơn. Tinh tinh, xong rồi đây mọi người. Trời ơi, cái kho quẹt này nó thơm nhức cái nách luôn, thêm một tí xíu ớt nữa, trời ơi chắc là không phải ăn ngay rồi luôn thôi. Này là cái phần rau củ mà Hương đã chuẩn bị nè. Hương thích ăn cái cà này nè, chấm với cái kho quẹt thì nó mới ngon được. Thơm nha. Còn cái này là cơm cháy mà Hương làm từ cái nồi cơm điện á mọi người. Nhìn cũng khá là ok luôn nè. Nó mỏng và giòn nữa. Đây nha, mời mọi người cùng thưởng thức ha. Bây giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với Hương nha. Bẻ một miếng cơm cháy ha mọi người. Mỏng dính luôn nè. Bây giờ là múc một miếng kho quẹt coi. Nó thơm lắm mọi người. Hương cho một mớ ớt nữa đi. Hương dùng tay nha. Từ cái tay của Hương là rửa sạch rồi nè. Đó, mời mọi người ăn trước một miếng nha. Đây ha cả nhà. Cơm thì nó giòn. Cái phần ruốc thì mặn mặn, thơm. Cộng với cái vị béo béo của thịt ba rọi đó mọi người, nó hòa tan vào miệng, cộng với cái vị cay của ớt nữa, rất là ngon luôn á. Có điều là Hương làm nó hơi mặn, cho nên là ăn như thế này á phải ăn cơm nhiều, phải tốn khá là nhiều rau củ luôn á. Cà nha mọi người. Giòn đụng, phải ăn cái cà này, chấm một miếng cà này thôi. Cho một miếng bê rọi vô nữa nè, nó mới ngon nè. Đó, như này nó mới ngon nè mọi người. Giòn quá. Hơi mặn, hơi mặn. Đặc biệt bản thân cái ruốc á mọi người là nó đã mặn sẵn rồi, mà hôm nay không có cho một muỗng bột nêm nữa, cho nên là bây giờ nó mặn là do mặn cái phần bột nêm đó. Hạn chế sau này làm là không thể rút kinh nghiệm, lần sau làm không sẽ không cho cái bột nêm vô nữa. Cái này là do mới nãy mà mình thắng cái phần thịt ba rọi á, nó dầu nó hơi nhiều, nó còn dầu dưới này. Mọi người thích thì mọi người có thể chắc cái phần dầu này bỏ ra đi, xong rồi mình chỉ cần lấy cái phần ruốc thôi mình cho vào thì nó sẽ không còn cái phần dầu dư dưới này. Còn Hương thích ăn như vậy á, cho nên là Hương sẽ để lại mất rau củ này. Với cái này mới ngon. Như cái nách nha. Rất là. Mọi người một miếng nha. Rất là Hương xin kết thúc video tại đây, mọi người để Hương ăn thôi. Mọi người thử làm đi nha. Khá là ngon luôn á, lạ miệng rồi.
Bye bye. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.